Hào quang của Phật chiếu sáng đường đi, Pháp Sư Vĩnh Lương. Pháp hội của Vạn Thọ Đường rất hưng thịnh. Sau khi Pháp hội kết thúc thì tất cả đều được dọn dẹp bố trí lại như cũ. Khi trở về Am Đại Từ thì trời đã bắt đầu tối. Khu vực ở núi có nhiều rắn, đường tối nhìn không rõ, sợ đạp nhầm chúng. Vì thế, mỗi khi đi trên đường, từ Am Đại Từ Sư Hòa Sư Đoan thường niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cầu mong cho các loài rắn nghe thánh hiệu của Bồ Tát, hiểu được và lánh mình để khỏi bị đạp nhầm, cũng để nó khỏi cắn mình, hai bên khỏi hại nhau. Ngày 6 tháng 10, sau giờ ngọ 2 tiếng, có một đàn tràng niệm Phật một ngày ba thời, Pháp hội kết thúc viên mãn. Sau khi đã thu xếp dọn dẹp xong thì đã 7 giờ tối, ngoài trời tối đen, đưa năm ngón tay cũng không thấy rõ, đường đèn lại không sáng. Nhìn quanh bốn phía cũng tối tăm không có ánh sáng, muốn đi phải mò trong đêm mà đi. Hai người để ý cẩn thận nắm nhau mà đi, đôi giày tuy hư rách cũng không dám rời chân. Cả hai dấn mình vào đêm tối, bốn bề yên lặng, gió chiều thổi nhẹ, cành trúc lèo xèo, tiếng trúc, tiếng chân, tiếng niệm Phật, từng tiếng vào tai. Ôi, tất cả đều không nói một lời nào. Đi hồi lâu, Sư Đoan không giữ ý nói, Bồ Tát Địa Tạng Vương, xin Ngài từ bi cho chúng con một chút ánh sáng để đi. Nói xong bỗng nghe một tiếng phạ. Trên đường đi, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chiếu rõ. Ý, hai người không hẹn cùng la lên, một tiếng đầy kinh ngạc và vui mừng. Cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát, cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng tôi đi nhanh qua một đoạn đường quanh co như ruộng dê. Hội quán Triêu Sơn đã lên đèn, ẩn hiện có thể thấy được. Bấy giờ, đèn sáng trên đường hốt nhiên phát lên một tiếng phạ, rồi tắt mất. Ngạc nhiên, tôi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau con đường nhỏ tối đen, mới kinh ngạc, không biết ánh sáng trên đường khi nãy là ở đâu, phải chăng là Phật quang ư? Đúng như kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm 12, Kiến Văn Lợi Ích nói, này các thiện nam tín nữ, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc vì chuyện công chuyện tư, hoặc vì sự sanh tử, hoặc vì việc gấp mà phải vào trong núi rừng, hay qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Bồ Tát một muôn biến. Thời đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ. Quả nhiên không sai, Địa Tạng Bồ Tát tâm đại bi rộng lớn, cứu hộ tất cả chúng sanh. Ngài vừa độ sanh vừa độ tử, địa ngục chưa trống nguyện chưa thành Phật, tùy thời hiển hiện bên cạnh chúng sanh. Vì thế, chư nhân giả khi đọc xong thiên linh ứng này, nguyện niệm nhiều thánh hiệu, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì khi gặp nạn, từ quang của Bồ Tát sẽ chiếu diệu đến, khiến cho các vị được an vui, sáng lạng. Trích từ Giác Thế 11, kỳ thứ 7, ngày 1 tháng 1 năm 77. Ha ha ha,